Ok anh em, thì ngày hôm nay đó chính là mình sẽ trải nghiệm cái trang phục sắp ra mắt ở bên Liên Quân, đó chính là John Tư Lệnh Chiến Hạm nha. Thì đây là cái trang phục sẽ hợp tác và collab cùng với bên Vương Giả Vinh Diệu. Thì mình không biết là bên tướng ở Vương Giả Vinh Diệu và cái skin này có tên là gì ở bên Vương Giả, nhưng mà ở bên Liên Quân thì bây giờ nó có một cái tên có tên là Tư Lệnh Chiến Hạm. Đấy, thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm trước để xem coi liệu rằng cái trang phục này liệu có đáng tiền hay không để chúng ta có thể trải nghiệm và mua không nha. Trước thì mình cũng đã review về cái trang phục này rồi. Thì hầu như là cũng gọi là 8/10, nói chung 1/5, 1/10 với cái trang phục do lơ tần xoáy ấy. Nhưng mà với đánh giá của mình ấy, thì nếu mà ngoại hình và chiêu thức thì chắc chắn là trang phục này nó sẽ đẹp hơn do long tần xoáy rồi, bởi vì là những cái trang phục mới mà trang phục mới thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ đẹp hơn những cái trang phục cũ rồi. Nhưng mà về cái độ mượt ấy thì mình vẫn thích cái khả năng mượt của mình vẫn thích cái độ mượt của con kia hơn nha mọi người. Mình vẫn thích long tần xoáy rồi đấy, chắc chắn rồi, long tần xoáy nhìn mượt thật sự đấy. Còn trang phục này thì mình nhìn đẹp ấy, nhưng mà bắn nó không có mượt bằng cái trang phục kia. Mặc dù biết là nó đẹp nhưng mà thôi không sao. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử xem coi ở cho trận đấu này liệu đằng trang phục này nó như thế nào nha. Đấy, cầm đánh ranh luôn. Không biết thì khi nào nó về bên lại chỗ Việt Nam mình, nhưng mà bây giờ thì cũng đã có hình ảnh các thứ rồi. Còn mod thì ở đâu? Còn bây giờ mình chỉ mod tạm thôi. Ây da, căng vậy bro. Ui giời, căng tè bạn đánh quăng. Khiếp. Đánh gì căng thế? Farm thôi, cùng nhau farm cho đều cơ nào. Farm tí thôi mà căng thế. Rồi, còn đây là cái hiệu ứng biến bể này. Nói chung, nếu mà nói về hiệu ứng đẹp nhất của trong con tướng này thì chắc chắn là hiệu ứng biến bể là hiệu ứng đẹp nhất của Tư Lệnh Chiến Hạm rồi, của John này rồi. Thật sự đẹp cực kỳ luôn, không có gì phải chê cả. Đấy, kỹ năng đầu này. Kỹ năng đầu, nói chung là nói về kiểu không gian vũ trụ ấy. Hiệu ứng đẹp, nói chung là hiệu ứng này không có gì phải chê cả. Đấy, hiệu ứng này thì không có gì phải chê cả. Chủ yếu là kiểu như là nó không mượt thôi, nó không mượt, mình nhìn không có mượt, chắc là nhiều anh em cũng sẽ nhìn thấy như mình. Đấy. Ơ kìa, ủa xong đánh con John ta. Ui, shit nó chết nhá, hên vãi. Bắn nó, sắp chết được kìa, hay. Nice, trời ơi, shit nữa không giết được. Đầu game thì John cũng yếu nên là mình không ăn được mạng là chuyện đương nhiên nha. Bạn nào mà hay chơi John thì cũng sẽ biết rồi, cái con tướng này cũng không phải là một dạng là gọi là khỏe ở đầu game. Đấy, con này mình thấy những AD khác ấy, đầu game thì cũng bắn lực á, nhưng mà còn John thì đầu game bắn hơi yếu. Vậy nên là mình sẽ cố gắng mình farm đầu game. Và tí về lên mình sẽ sấy cho nó xem nha. Thấy không, hiệu ứng đẹp dã man ạ. Nếu mà thích thì mình thích cái hiệu ứng về thôi. Thì khả năng đây sẽ là một cái trang phục bậc SS nha. Đây là trang phục bậc SS thôi chứ không phải là bậc SS đâu. Đó, lực mà anh em nhìn kỹ đúng không? Hiệu ứng này anh em nhìn ngoại hình này, ngoại hình lực cực kỳ luôn đấy. Ngoại hình siêu lực luôn. Đó, máy bay cái cung thì thành cái máy bay luôn mà. Ảo thật. Ơ da, mình lần nhấn ulti rồi. Ulti hơi sớm. Tôi rồi tí nữa về sau có đồ là sấy dư. Đấy, kiểu nó bắn chậm chậm ấy, anh em thấy không? Mình thấy nó bắn chậm hơn. Rồi, xong. Sao chạy nữa? Ôi da, nó trâu quá, con tô đồ để trâu á. Tí về đồ mới có được nha. Tí có đồ, có một chút đồ mới chơi được. Gắt đấy. Đấy, ui, nice, hên quá, đồn mạng rồi. Được khoan đồn mạng nào nữa hơi xui nha. Rồi, phá trụ rồi này, phá trụ rồi đấy. Đấy, pha này phá trụ rồi đấy. Kết. Ui, sượt kìa, vãi chưa. Quả đấy mà ngay đầu nó là tới một chuyện rồi. Gì đấy? Ô, cái gì đây? Trời ơi, nhảy hơi lố nha chàng trai. Bro nhảy hơi lố ấy. Châu quá, châu, mình chưa có đồ, mình không chơi nó được. Rồi, xong. Làm sao? Sao cơ? Tóc biến à? Chạy. Chạy, rồi xong, chết rồi. Pha đến mới không chạy được, mình hết chiêu để mình chạy rồi. Có Toro nó chịu thôi. Đấy, anh em nhìn cái gia tốc ấy. Đấy, anh em để ý cái gia tốc mà mỗi lần mà mình đang đi như này nhá. Xong bắt đầu nó sẽ thả ra đó, nó sẽ thả cung tên ra xong thành cái máy bay này. Đó, nó sẽ di chuyển lên nhìn đẹp. Nói chung là hiệu biến về là 1, với lại cái gia tốc là 2. Mình thích là 2, là thích hai cái này.
Sao cơ? Sao cơ? Laure đầu game yếu lắm bro. Gì chứ? Đầu game yếu lắm. Két, ui nha, bọn này bắn nhanh tí nữa ăn được mạng rồi. Đẹp mà, không có gì, không có gì chê, nhưng mà mượt, mượt thì mượt không bằng John lâu tờ xoáy, nhưng mình đảm bảo luôn. Đây là cái đánh giá của mình nha, còn anh em như thế nào thì mình không biết. Chứ với mình thì thế này được lắm rồi đấy. Gì đây? Gì đây? Tên bạn thả nhau phá game à? Đánh hạng ấy nhờ. Đánh hạng mà nhiều khi gặp mấy ông hay đánh máy không? Không phải máy đâu, máy mà vừa nãy đánh Toro đánh ảo ấy. Trời ơi, sấy kìa, sấy kìa. Trời ơi, sấy kìa, sấy ác. Sấy ác. Ô cái gì đấy? Này 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 này. Chạy hộ. Chạy hộ luôn. Ui nó né được kìa. Không phải mà là không trúng cho mày né hộ, không phải nó né. Trời ơi là trời. Ai da, con được mạng đấy xui chưa? Ăn mạng đấy là đẹp rồi. Thôi trận này win nhanh rồi anh em ơi. Coi như là cũng trận coi như là cũng là review trang phục cho anh em xem. Không hiểu sao rồi xong, vừa nói xong. Rồi xong múa tùm lum tầm bậy này. Múa với chúng tôi này. Rồi xong thằng đang rốt. Đấy bắn cũng lực ấy chứ. Đấy nhìn đã dã man ạ. Nếu mà về Việt Nam thì mình nghĩ chắc là phải tầm anh em phải bỏ ra tầm mấy trăm nghìn mới mua được trang phục này đấy. Giết Nagaroth luôn. Không được, nó chạy nhanh quá. Chịu quá. Ôi, Toro. Ủa sao nó không bắn thằng kia mà nó cứ bắn vô Toro ấy nhỉ? Mình không hiểu lắm. Thế đó mình không hiểu sao nó cứ bắn vào Toro ấy. Ây da, nãy giờ biết bao nhiêu mạng rồi đấy. Hỗ trợ 8 luôn rồi. Qua được mạng nào hết. Xui thật. Trời ơi, sấy bắt tay bạn về hết. Sấy bắt tay bạn về hết luôn. Chơi không nổi mà. Mình bây giờ tầm này mình khỏe quá rồi. Sấy bắt tay bạn về luôn à. Rồi, múa đây bạn ơi. Đấy, giờ đứng đây ngoài đây rỉa thôi. Nó mà lao vào chơi là mình bắn nha. Nó lao vào chơi là mình giết nha. Không phải máy đâu. Máy không biết lui lui đánh lui thế này đâu anh em. Múa này. Ui sấy cỡ đấy mà không chết kìa. Trời ơi sấy thế mà không chết kìa. Nhân qua đã kêu luôn. Ôi win sớm quá nhở. Thế nhưng mình win hơi sớm đúng không? Ừ win hơi sớm mà thôi. Coi như là trải nghiệm trang phục cho anh em rồi. Ôi cảm ơn anh em đã xem video mình. Nếu mà thấy trang phục hay đừng quên lại cho mình một nút đăng ký. Nhấn tin football chôn thông báo để xem những video mới nhất của mình nha. Để mình có thêm ra những cái trang phục siêu xịn sò hơn. Không hiểu sao test skin ra 8 phút xong rồi ảo thật đấy.